Xin chào quý vị và các bạn. Chào mừng tất cả đã ghé thăm channel Piano Victor Music. Trong video clip này, chúng ta sẽ cùng tìm hiểu khái quát về ba thế hệ bộ máy piano upright và cũng như grand piano nói chung. Trước mắt chúng ta, đây là bộ máy thuộc thế hệ thứ nhất, đó là bộ máy làm bằng gỗ, và toàn bộ của chúng ta đều làm bằng gỗ hết. Đấy, thì đây là bộ máy tiêu chuẩn và nó đã được chứng minh cái sự hiệu quả trong hơn 200 năm nay kể từ khi piano được phát minh ra đời. Đó. Và như chúng ta thấy là đối với cấu trúc của bộ máy piano cơ thì gần như là không thay đổi, chỉ thay đổi cái chất liệu mà cấu tạo trên bộ máy mà thôi. Đó. Chúng ta thấy ở đây các hãng sản xuất dường như là muốn phân chia rõ rệt những cái chi tiết ở bên trong bộ máy để thứ nhất là trông bắt mắt hơn, và cái thứ hai là giúp cho cái người kỹ thuật viên họ trong suốt cái quá trình mà bảo trì bộ máy nó dễ dàng hơn, và họ biết họ đang đụng chạm, họ đang xử lý ở những cái chi tiết nào của bộ máy. Và bộ máy bằng gỗ này là hiện tại vẫn được các hãng piano danh giá nhất trên thế giới, đặc biệt là ở châu Âu, áp dụng bởi tính thực tiễn và tính truyền thống rất cao, và đã mang lại tính hiệu quả mà đã được các nghệ nhân cũng như các nghệ sĩ dương cầm chứng minh qua các cái màn trình diễn bởi những cây đàn danh giá nhất trên thế giới. Và đây chính là bộ máy bằng gỗ thuộc thế hệ thứ nhất của piano cơ. Bây giờ chúng ta sẽ đi tiếp sang bộ máy thế hệ thứ hai. Kính thưa quý vị, và đây là bộ máy piano cơ thuộc thế hệ thứ hai. Quý vị thấy nó có một sự khác biệt khi mà chúng ta vừa nhìn vào bộ máy, với những cái chi tiết ở khớp nối nè, và đặc biệt là bộ phận truyền lực ở đây. Quý vị thấy là nó có một cái chất liệu là ABS styrene. Đây là một chất liệu mà cực kỳ thành công, được nhà sản xuất Kawai Nhật Bản sáng chế ra và đã được chứng minh cái tính hiệu quả hơn 30 năm nay bởi các nghệ nhân và các nghệ sĩ dương cầm. Như chúng ta biết là cấu trúc của bộ máy piano cơ là gần như không hề thay đổi. Chúng ta chỉ thay đổi cái chất liệu để cấu tạo bộ máy, để làm sao mình có được bộ máy piano nó bền bỉ hơn và nó có khả năng truyền lực cực kỳ chính xác. Thì với bộ máy sợi tổng hợp này, ABS styrene, chúng ta sẽ có bộ máy có khả năng kháng ẩm và kháng nhiệt. Điều này sẽ cực kỳ lợi hại khi mà người chơi piano hoàn toàn có thể không cần phải lo lắng về những cái việc ẩm mốc nè, rồi truyền lực sai hay là các khớp nối lỏng lẻo v.v. Tức là những cái lỗi lặt vặt đó sẽ hoàn toàn được loại bỏ bởi bộ máy ABS styrene. Và đặc biệt với những cái quốc gia mà có khí hậu nhiệt đới ẩm như là Việt Nam, Thái Lan, Mã Lai, Indo v.v. thì bộ máy ABS styrene này đáp ứng cái tính hiệu quả cực kỳ cao, và nó vừa giúp cho cái người mua đàn có được một cái sự chi trả nó hợp lý hơn, cái giá trị nó cao hơn cái trị giá. Và đối với anh em nào làm kỹ thuật viên piano thì khi họ xử lý, họ bảo trì piano với bộ máy ABS styrene này thì thời gian tiết kiệm nhanh hơn rất là nhiều và so với bộ máy thông thường. Thì quý vị có thể nhìn, có thể trải nghiệm bộ máy ABS styrene này trên những model rất là phổ biến tại hệ thống Victor Music như là ND21 và K15E ở đây. Đó, thì quý vị hãy đến showroom gần nhất để chúng tôi sẵn sàng tiếp đón và cho quý vị thấy trực tiếp cái bộ máy này nó lợi hại như thế nào nha. Và bây giờ chúng ta sẽ cùng sang bộ máy thứ ba. Kính thưa quý vị, đây là bộ máy piano cơ thế hệ thứ ba này. Trước mặt quý vị đây là model K300. Đây là sản phẩm thuộc top seller của hệ thống Victor Music và trong cả thị trường Việt Nam cũng như là thế giới. Thì nó được tạo ra dựa trên cái đàn mà có một cái giải thưởng là độc nhất vô nhị, đó là cái upright piano xuất sắc nhất trên thế giới lên đến 4 năm liên tiếp. Đó. Quý vị thấy là những cái chi tiết ở đây nó có màu đen, nó tương phản với lại cái lớp nỉ trắng như thế này. Khi mà chúng ta vừa nhìn vào bộ máy này, chúng ta thấy được một cái sự tương phản rất lớn và nó thu hút cái tính thẩm mỹ rất cao. Quý vị chắc cũng đã tò mò là những cái màu đen như thế này nó như thế nào, là cái chất liệu gì, đúng không ạ? Thì xin thưa với quý vị,
Đây là chất liệu ABS carbon. Đây là bộ máy Pinoker được chế tác từ sợi carbon siêu bền. Là một cái phát minh độc đáo đến từ Kawai Japan. Và cho đến thời điểm này thì bộ máy này được xem là tiên tiến nhất. Với sợi carbon thì chúng ta cũng biết được là những cái ứng dụng về công nghệ, không chỉ riêng về Pinoker mà trước đây ở các ngành công nghiệp khác, ví dụ như là chế tạo máy bay, chế tạo xe tăng hay là gánh golf, là những cái xe đạp mà chúng ta thường hay tập thể dục hàng ngày, đúng không ạ? Là mà sợi carbon thì quý vị cũng thấy được là cái độ chắc chắn và cái sự bền bỉ mà sợi carbon nó mang lại cho những cái ứng dụng của chúng ta. Thì Kawai là thương hiệu piano đầu tiên áp dụng sợi carbon vào bộ máy Pinoker này, và dẫn đến chúng ta có một cái piano action bền bỉ nhất hiện nay, có khả năng kháng ẩm và kháng nhiệt cực kỳ cao. Thì chúng ta hoàn toàn có thể yên tâm và giải trí cũng như tận hưởng từng giây từng phút trên cây Pinoker của Kawai Piano mà không cần phải lo nghĩ đến những vấn đề hư hỏng về cái bộ máy. Đó là cái điều mà Kawai đã cam kết với chúng ta khi họ phát minh ra bộ máy bằng sợi carbon siêu bền này. Và chỉ duy nhất Kawai có thể mang lại cho quý vị cái bộ máy rất độc đáo này, vừa có tính bền bỉ, vừa có cái sự truyền lực hiệu quả, và không có cái về Pinoker nào có thể mang lại được. Thì chỉ có Kawai Piano có thể mang đến cho quý vị cái bộ máy sợi carbon siêu bền này. Và với cái tính hiệu quả rất cao cũng như sự thiết thực đồng bộ trong bộ máy mà hiện nay các nhà sản xuất piano châu Âu trong khoảng là 5 đến 10 năm gần đây cũng đã có tham khảo và cũng tạo ra những bộ máy mà dựa trên cái chất liệu sợi carbon siêu bền này. Như vậy thì Kawai lại một lần nữa chứng minh cho thấy rằng hãng là nhà tiên phong trong vấn đề là sản xuất và chế tạo ra piano, đúng không ạ? Thì với quý vị nào yêu thích về piano, quý vị có thể ghé đến cái showroom Việt Thường Music gần nhất để quý vị trải nghiệm thực tế ba cái thế hệ bộ máy này, để xem rằng quý vị thích cái thế hệ bộ máy nào nhất, đúng không ạ? Thì đối với tôi thì tôi thích cái bộ máy ABS carbon này nhất. Vì thứ nhất là chúng ta chơi những cái bài nhạc cổ điển, chúng ta cần có cái sự tốc độ và truyền lực chính xác. Thì bộ máy ABS carbon này lại đáp ứng là gần như là tốt nhất rồi và không có chê vào đâu được, đặc biệt là trên cái model K300 này. Thì dĩ nhiên là trên K300 nó cũng có nhiều cái model khác nữa và đang chờ quý vị đến để trải nghiệm và khám phá. Vâng ạ. Và vừa rồi là thông tin về ba bộ máy piano rất đặc sắc mà có thể nói là từ khi piano xuất hiện cho đến thời điểm này. Đó. Và Việt Thư Music đã có cả ba thế hệ bộ máy và sẵn lòng chờ quý vị đến để trải nghiệm sản phẩm. Và cảm ơn quý vị đã dành thời gian để theo dõi video clip này, và xin hẹn gặp lại quý vị trong những chương trình tiếp theo. Xin cảm ơn quý vị.